Và kính thưa quý vị, Hồng Sâm vừa trang trí xong tiệm Divine Nails ở Portland, Oregon. Tiệm này có 900 square feet, khá lâu rồi không được remodel. Và những cái hình before như quý vị sẽ thấy rằng là rất là cũ, mấy cái hình ảnh mà tường nó là màu đỏ và đồ thì khắp nơi. Với lại là cái cách sắp xếp nhìn nó rất là, nhìn nó too busy, nhìn nó rất là không có, cái con mắt mình không thoải mái. Hồi trước tiệm này có 6 ghế và 4 bàn, thì bây giờ Hồng Sâm dùng cái package là 8 ghế 6 bàn để fill vào cái tiệm này. Và cái cách của Hồng Sâm sẽ làm trong tiệm này là mình làm theo kiểu contemporary bling bling. Cô chủ đã rất là thích những cái hột xoàng chớp chớp sáng lên, thì Hồng Sâm đã dùng cái team đó. Mặc dù trang trí về những cái bling bling hột xoàng chớp chớp đó thì rất là khó mua, là từ vì những cái đồ mà mua mà on sale là thông thường những cái đồ traditional hay là vàng thì nó nhanh, nó dễ. Còn những cái loại mà màu 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 bạc, màu trắng hột xoàng thì rất là hiếm mà có on sale. Nhưng mà Hồng Sâm cũng tìm được một số cái để phối hợp với nhau, cộng thêm những cái gì mà chủ cũ đã có vài cái kiến của chủ cái tiệm cũ đã có, thì Hồng Sâm kết hợp để mình đừng có xài tiền nhiều. Thì bây giờ bước vô cái tiệm này thì với cái package của Elite, công ty Luxor Elite, 8 ghế, 6 bàn, một cái nail polish rack và cái bàn hơ tay pedicure. Đây là cái chậu rửa tay. Thì ngày xưa cái chậu rửa tay này nó nằm ở bên góc bên kia. Thì nằm bên góc bên kia và mỗi lần mà khách, mặc dù nó chỉ có 6 ghế, mà một lần mà khách muốn rửa tay đi vô cái bên đó đó thì phải chen vào bên đó mới rửa tay được. Thì Hồng Sâm đã cho cái nguyên cái sink đó dời ra ngoài đây để cho nó rộng rãi hơn, để mình có thể để được 8 ghế. Thì đây là cái sink rửa tay và cũng cái kiến cũng bling bling bling. Hồng Sâm cũng mua cái kiến có hột xoàn, rồi kết hợp là bên đó cũng ba cái bông đó Hồng Sâm cho lên trên tường kế bên để tạo một cái không gian riêng bên này cho cái kiến này. Rồi dưới này chị để một cái bình bông nhẹ nhàng, và quý vị thấy là cái bình bông này Hồng Sâm cũng mua nó bằng kiến. Cho nên nó cũng đi một cái tông với nhau hết, thay vì là cái chậu này có thể bất cứ màu gì nhưng mà Hồng Sâm mua cũng bằng kiến. Nói chung là cũng hên, mình đi mua đồ nó cũng không có thể nhất là lúc nào mua cũng có đồ như mình muốn, nhưng mà hên là mình đi chọn cái tông đó, mình đi hai ba chợ thì nó có những cái tông như vậy thì mình lựa cho nó hợp với nhau. Rồi bên này Hồng Sâm cũng tạo một cái không gian riêng của nó, những cái tấm tranh này. Nói chung quý vị thấy những cái gì Hồng Sâm làm là toàn những đồ đi gặp cái gì có được lúc đó on sale thì mình mua, chứ mình không có chọn lựa nhiều. Chứ nếu mà mình đi vô những cái chỗ mà nó bán mình muốn cái gì cũng có hết thì rất là mắc, thì cái tiền trang trí nó không có đáng. Cho nên Hồng Sâm mình mua những cái gì mình có thể làm được. Rồi bên đây là nguyên một cái dàn ghế của công ty Luxor. Đây là dàn ghế Elite, bộ ghế mà Hồng Sâm dùng là 8 cái ghế, 8 cái Elite này. Tại vì cái chỗ này nó nhỏ cho nên mình dùng 8 ghế, mình dùng màu sáng để đừng có thấy nó chật chội. Và quý vị nhìn thấy vô vẫn vẫn thấy rộng rãi như thường. Và sau lưng những cái bộ này thì ông Sâm đã mua những cái kiến. Tại sao mua những cái kiến dài như thế này? Tại vì những cái kiến dài như thế này thì giúp cho coi như là nhìn cái không gian nó đẹp hơn, nó rộng hơn, dài hơn. Đây, ví dụ như cái kiến như thế này, thì những cái kiến như thế này thì mua cũng on sale có 99 đô một miếng. Thì đây là những cái kiến mà Hồng Sâm ráp đều, cứ cách hai cách một cái ghế thì cho một cái ở giữa để làm chi, để lúc mà mình đi ngang mình thấy nguyên cái người mình thì nhìn nó rất là rộng. Thì cứ một cái cách một cái ghế bỏ một cái kiến, cách một cái ghế bỏ cái kiến. Và hôm nay là ở đây đang mùa thu thì Hồng Sâm muốn trang trí theo cái tông mùa thu này. Cô chủ đây rất là dễ thương cho nên Hồng Sâm đã tặng hết những cái đồ trang trí trên tường cho cô, với những cái bông hoa và những cái vine để mà cho cái mùa thu. Nhưng mà nói chung với những cái tông như vậy, cái màu như vậy thì quý vị có thể để quanh năm chứ không nhất thiết là mùa thu không. Rồi sau đó Hồng Sâm cũng có thể có mua mấy cái con người nộm. Thì dưới kia Hồng Sâm để một cái con người nộm. Thì đây là một cái kiến nè, quý vị thấy là cứ mỗi cái kiến mình có một cái vai Hồng Sâm treo lên. Và như quý vị thấy là cái kiến này nó không có giống nhau 100% nhưng mà nó cùng một cái tông màu là ok. Chứ nếu mà mình đi mua cùng màu một cái thì một cái như vậy tốn cho mình cỡ 400 đô. Thì rồi dưới này Hồng Sâm bỏ cái con nộm này vô. Thì cái con nộm này cũng tượng trưng cho mùa thu. Thì khi mà xong thì mình chỉ cần cái này Hồng Sâm lấy cái đinh đóng hai cái tay đó vào cái tường thôi. Khi xong mình chỉ tháo cái con nộm xuống và cất đi, thì những cái thứ khác nó còn y nguyên không khác gì hết.